Web không dành cho trẻ, vị thành niên và trẻ em dưới 18 tuổi. Trước mình có liên lạc với ở bên công ty á, thì bên mình mới vừa đăng ký độc quyền cái sản phẩm đó là Vlog 80. Thì hôm nay do mình đang ở ngoài đường thì mới vừa nghe được cuộc gọi là hàng nó về rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên shop và khui hộp. Hôm nay hàng về nó nóng quá, mình phải đi qua đây. Giờ mới có 2-3 giờ chiều. Bây giờ mình sẽ vô shop. Mình unbox con Vlog 80 ra cho mọi người nha. Anh Sơn ơi, anh cho em, ủa anh làm gì á? Siêu phẩm. Trời, anh Sơn lấy cho em mượn coi con Vlog 80 cùng bên mình đi anh. Anh đang hút luôn mọi người ạ. Mới lên cho mọi người. Lúc đã luôn. Sản phẩm của Vlog 80 Bot Kit nha mọi người. Đây là sản phẩm mình liên kết với web 24 giờ. Thì ở đây cái câu này khá quen thuộc đến với mọi người. Thì đây là sản phẩm có thể chứa được nicotine. Còn ở về bên đây thì là những cái chức năng chính của máy, là nó cho anh em mình đốt được cao hơn nè, và sạc nhanh hơn. Và trong đó có hai đầu bot. Và dung lượng pin con này là 1500 ampe. Thì và nó sử dụng một con chip mới nha mọi người. Đây là con chip IEA chip nha. Đó, thì nhìn ở ngoài hộp. Thì sau lưng hộp ở đây là những thông tin sản phẩm. Và đây là cái bảng màu. Thì hôm nay mình sẽ khui màu này cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ khui ra để coi bên trong nó có những gì. Đó, web 24 giờ tuyệt vời. Một sản phẩm đến từ web 24 giờ Việt Nam mình nha mấy bạn ơi. Đây là một cuốn sách hướng dẫn nha mọi người. Mình sẽ đi đây lát nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Đây nhân vật chính của chúng ta. Rất đẹp luôn. Vlog 80 web 24 giờ. Đây là cái một bản sơ cừ khá đẹp nha. Mình sẽ để riêng qua một bên, mình sẽ giới thiệu về cho anh em. Đây là cái đầu box. Thì hiện tại mình để cho anh em hai đầu box á, nghĩa là cho anh em hút được cả phi bay và sách ni luôn. Thì đây là để hút qua phi bay nè. Còn cái đầu đen ở trong đây thì để cho anh em hút sách nít. Và con này được sạc mình, bên mình đã liên kết và đã thay thế nó luôn. Đó là sạc Type-C nha mọi người, chứ không còn sử dụng micro nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói chủ yếu về thân máy Vlog 80 cho mọi người nha. Nói về cái thân Vlog của con tấm Vlog 80 này các bạn, thì cái chức năng nó không có nhiều, nó chỉ là mở máy và tắt máy thôi. Và đây là hai nút chỉnh tăng giảm của cái watt. Thì bây giờ anh em mà muốn mở máy hay tắt máy gì á cũng đều ấn như mình nhanh nút này 5 lần nha. 1 2 3 4 5. Nói về cái chất liệu thì nó nhẹ hơn con RBM rất nhiều luôn mọi người ạ. Mình cầm trên tay rất là nhẹ luôn. Và ở dưới đít á, thì nó họ có ghi là RBM 80. Nhưng mà vẫn liên kết với web 24 giờ. Nó tên là Vlog 80 nha mọi người. Thì cái bản sờ cừ này nó được nhiều hơn mọi người. Nó được tới 3 mặt và rất là nhẹ luôn. Còn ở đây thì công suất tối đa của máy là 80W. Là cho anh em hút cực kỳ đã luôn. Và công suất tối thiểu là 5W. Rồi con này thì cái chức năng nó không có nhiều. Nó cũng giống như con RBM40 bình thường luôn mọi người ạ. Là chỉ có tắt mở và hút thôi. Rồi tắt máy thì mình cũng ấn nhanh 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà cái khi mà mình cầm con này ở trên tay á mọi người, mình thấy nó đã hơn là con RBM40. Rất đã luôn. Cầm nhẹ tay nè. Lúc mà mình ôm vô mình cầm á, để mình giấu nó đi á, cực kỳ đã luôn. Nói chung mình giấu được gần hết. Tại tay mình khá bự. Và con này nó khá vừa cái tay mình. Thấy rất là thích luôn. Và cổng sạc được nằm dưới đít và nhựa cách nhiệt cho anh em. Tuyệt vời. Thì nhìn con này không có còn gì phải bàn cãi nữa này mà. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái đầu cho anh em ha. Nói về vấn đề cái đầu thì ở trong hộp nó cho anh em mình hai cái đầu như vậy. Thì một cái đầu trắng nè và một cái đầu đen. Thì tại sao để vậy thì mình sẽ phân biệt ra cho anh em luôn là nó hút được sách ni và phi bay. Thì bằng cách chúng ta phân biệt đơn giản hơn là cái đầu trắng này mọi người. Là để chúng ta hút phi bay thì cái dung lượng khói nó sẽ nhiều hơn, vị ra nhiều hơn. Còn cái đầu đen này thì mình đã một cái thay thế bằng một cái coil khác. Tức nghĩa là cho anh em hút được sắc nít lên khá ngon và đầm. Thì nói về cái đầu trắng phi bay này thì hiện tại thì nó vẫn là được sử dụng cái coil của con RBM40 0.4 ohm nha mọi người. Đó, đây là cái coil 0.4 của con RBM
Và nó chỉ khác một điều là khi mà được qua con 80 này thì nó được lên cái màu mới, đó là cái màu cam, nhìn trông khá bắt mắt hơn, đẹp hơn nhiều, nhìn giống như của Agit các bạn ạ. Rồi còn ở bên đây mình sử dụng đó là cái coi nọt 0.6 cho anh em của xịn. Nói chung này, nói chung coi của nhà xịn móc, tức nghĩa là nhà xịn móc sẽ sử dụng được, thì ở đây mình sẽ sử dụng coi nọt 0.6 và lắp lên cho anh em. Thì hiện tại bên mình đã có cái RBA cho con RBM40, thì anh em có thể thay thế vào đó bằng trên cái đầu này nha, bằng trên cái đầu trắng này, tức nghĩa là mình có thể bill coi bong, mình có thể hút được luôn. Thì cái RBA đó bên mình đã có rồi, và nó sẽ thay thế cho cái OCC này luôn, vẫn được cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip test khói và cho một bạn ở trong shop mình trải nghiệm và nói lên những cái điều hay về những cái máy này ha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xuống và làm clip test khói cho anh em. Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ nhờ Binh, anh Binh đang sẽ review cái sản phẩm Vlog 80 này cho mọi người nha. Thì bây giờ con này đã quá, để anh Hùng test khói và Hồng sẽ cho mình cảm nhận nha mọi người. Thì như trước là mình đã có review con Xboot đó, thì cái độ thoáng của con này cũng ngang ngửa với Xboot luôn. Nhưng mà Xboot được cái là mình có thể chỉnh được lỗ gió thoáng bí, con này thì mình không chỉnh được. Thì ở đây mình đang hút cái OCC nó là 0.4. Thì với độ mức watt đó là 23W thôi. Thì theo mình cảm nhận á, thì khói nicotine với lại vị á, lên rất là đều. Nó không quá nicotine thì nó không quá gắt, nó cũng là không quá nhẹ dành cho những người là thích hút nặng. Thì nó rất là đậm. Thì mình sẽ test thử khói cho các bạn. Thì đây mình hút mới có chưa tới được 2 giây thôi là khói rất là nhiều vậy và dày đặc luôn. Thì đây bên mình cũng có ra cái loại là OCC riêng cho nó luôn nè. Thì bên đây là mình cũng dùng loại Smart Coil luôn, cũng 0.4 ôm luôn, hút rất là đậm. Thì ai mà có nhu cầu hoặc là trên đúng chưa, con này có thể gắn được cho con RBM luôn nha. Thì ai có nhu cầu muốn thời gian nghiệm thử này thì mọi người cứ qua shop. Thì mình mất giá con này chỉ 70.000 một cái thôi, rất là rẻ. Với lại á, bên mình đã làm ra luôn một cái adapter dành cho Vlog 80 này luôn nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nhờ Hồng test luôn cái adapter đó cho mọi người. Thì đây là cái adapter của con Plus bên mình nha. Thì đây mình sẽ gắn cho mọi người coi. Thì đây, đây mình sẽ gắn thử cái đầu Harley vô test cho mọi người thử. Đây mình sẽ chỉnh lên tầm khoảng là 40W. 40W nha. Thì đây khói các bạn thấy không? Đốt không khác gì vape. Nó có thể thích hợp cho mọi người, cho những ai mà thích vừa chơi vape vì gói system rất là tiện lợi luôn, rất là nhỏ gọn. Mình sẽ test khói chung với Binh cho mọi người biết là con Agit muốn ngày lần trước mình làm review chứ con Vlog khi mà gắn adapter vô thì khói nó sẽ như thế nào. Bố tay. Khói nó khi đốt với cái đầu này rất là đồng, thậm chí là không khác gì một cái bóc mini hết á. Thì rất tiện lợi, thì theo mình cảm nhận con này được là 8 trên 10 điểm. Rất ok. Mình sẽ hút thử cho mọi người coi nha. Rất dễ chịu luôn mọi người ạ. Nó lên đầm lắm, nó không có bị delay luôn. Và bên mình đã thiết kế là cho cái tốc độ xả của này nè là dưới 0.01 giây luôn cho mọi người, tức nghĩa là nó không bao giờ bị delay luôn nha. Hả quá. Thì bây giờ nếu mà các bạn thấy hay á thì hãy cho mình và Vinh á một cái ý tưởng rồi đó để làm cái video tiếp theo, hoặc là ý tưởng gì mấy bạn cần ý kiến, nhớ hãy like cho mình và một share nha các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Cắt mọi người ơi. Yeah.